giáo tỉnh đã thành lập được trường cơ bản Phật học, nay là trường trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang. Trường đi vào hoạt động ổn định từ năm 1992, đến nay đã qua 6 khóa, đào tạo gần 1.000 tăng ni sinh có đầy đủ khả năng và phẩm chất để phục vụ cho giáo hội. Là ni sinh khóa đầu tiên, hiện ni sư Thích Nữ Huệ Năng, trụ trì chùa Phổ Đức đang cùng với ban trị sự tỉnh tiếp tục tạo mọi thuận lợi nhất cho lớp hậu học trên con đường tu học. Là một người tăng sĩ được cống hiến trọn cuộc đời mình cho Phật pháp, giáo hội giao cho cô cái trách nhiệm nuôi ni sinh như vậy là cô cảm thấy rất là mãn nguyện. Vì khi cô đã đem công sức của cô cống hiến cho một lý tưởng mà cô đã chọn. Có được điều đó, ngoài yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân quả, người dân cần cù chịu thương chịu khó, thì yếu tố Phật giáo cũng đóng góp vai trò quan trọng trong sự phồn thịnh của Tiền Giang. Và cũng chính Phật giáo đã tạo ra cho người dân nơi đây một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, hăng say lao động, làm giàu cho quê hương, đất nước. Trở về quê thì cũng lo làm ruộng, cũng lo tu hành thôi. Nhưng mà tới năm 1985 khi mà giáo hội thành lập thì giáo hội các thầy ở tỉnh mới đem vào phụ với giáo hội. Sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập, Hòa Thượng cùng với Chư Tôn Đức trong tỉnh tiến hành vận động để thành lập ban trị sự Phật giáo tỉnh nhà. Trải qua bao gian khó, năm 1985, Đại hội Phật giáo Tiền Giang được tổ chức. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang chính thức thành lập. Hòa Thượng được đề cử làm quỹ viên ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang. Thấu hiểu sâu sắc vai trò của giáo dục cho tăng ni toàn tỉnh, ngay sau khi hình thành ban trị sự, Hòa Thượng đã sớm cùng Chư Tôn Túc lãnh đạo Phật giáo Tiền Giang vận động thành lập trường cơ bản Phật học vào năm 1990, nay là trường trung cấp Phật học Tiền Giang. Năm 2009, Hòa Thượng được suy cử làm hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Tiền Giang. Cũng từ đây, Hòa Thượng đã có nhiều đổi mới trong chương trình đào tạo chuyên sâu, cập nhật nhiều chương trình giảng dạy của Trung ương Giáo hội. Đặc biệt, Hòa Thượng cho cải tạo xây dựng lại trường trung cấp Phật học được khang trang bề thế như hôm nay. Sau khi mà thành lập cái trường trung cấp cho tới nay thì thấy rằng cái khả năng mà dạy dỗ cũng như là cái khả năng mà truyền thừa của tỉnh Tiền Giang thì rất là lớn. Hiện nay tăng ni tốt nghiệp ở học viện rồi là tốt nghiệp ở nước ngoài, có những vị tốt nghiệp tiến sĩ, có những vị thạc sĩ, có những vị là bây giờ tốt nghiệp cử nhân Phật học. Thì phải nói rằng từ cái khóa 2 đã cho tới nay thì ở tỉnh Tiền Giang đào tạo cái người kế thừa rất là lớn. Một trong những thành tựu nổi bật của Phật giáo Tiền Giang trong gần 30 năm thành lập chính là hoạt động giáo dục tăng ni. Trong đó, trường trung cấp Phật học tỉnh đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong mục tiêu đào tạo đội ngũ tăng ni trẻ có trình độ kiến thức toàn diện về Phật học lẫn thế học, đủ sức kế thừa và phát huy sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Đây là ngôi trường Phật học không chỉ được thành lập sớm mà luôn duy trì được phương châm coi trọng chất lượng đào tạo và tu học song hành. Đây là hình ảnh một buổi thi học kỳ 1 niên học 2013-2014 của tăng ni sinh khóa 6. Có thể dễ dàng cảm nhận được không khí thi cử nghiêm túc của cả thầy và trò. Sự nghiêm túc đó cũng luôn hiện hữu trong các buổi học bình thường. Bên cạnh đó, rất nhiều giờ lên lớp diễn ra trong không khí sôi nổi, khơi mở sự sáng tạo cho học viên. Làm sao mình truyền đạt cái kiến thức của mình cho học trò, người trò của mình là phải nắm được cái nội dung, những điều mà mình muốn nói. Tùy theo mỗi thầy giáo thọ, cái phương pháp truyền đạt nó khác nhau. Chẳng hạn như là trong một buổi giảng thì có thể kêu tăng ni sinh đứng lên phát biểu, hoặc là đưa một hai cái chuyên đề về cho tăng ni sinh thảo luận trước, tuần sau bắt đầu lên để thảo luận cùng nhau, thảo luận chuyên đề đó. Cách đó là cho học trò mình phát triển cái trí tuệ của mình. Luôn tìm ra phương thức truyền đạt hiệu quả cho tăng ni sinh ở mỗi giờ lên lớp là tâm nguyện và trách nhiệm của đội ngũ giáo thọ sư ở đây. Chính điều đó đã góp phần quan trọng trong chủ trương nâng cao chất lượng đào tạo mà Chư Tôn Đức ban giám hiệu trường trung cấp Phật học Tiền Giang đề ra từ nhiều năm qua. Thì ở trường thì cái điểm đặc biệt là chú trọng về cái hạnh kiểm quay nghi và nội điển cho vững chắc.
Nếu có được có điều kiện học nữa thì càng tốt. Còn không học thì tốt nghiệp trung cấp, có thể về tại tự viện cũng giúp đỡ cho sư phụ hoặc là lo công việc Phật sự ở chùa được. Cho nên chú trọng về mặt quan nghi nhiều nhất. Thành lập từ năm 1990 và đến nay, nhà trường đã liên tục đào tạo được 6 khóa với gần 1.000 tăng ni sinh. Đã có một vị hiện đã tốt nghiệp tiến sĩ và đang giảng dạy ở nước ngoài, 3 vị tốt nghiệp thạc sĩ. Nhiều tăng ni sinh sau khi tốt nghiệp đã tiếp tục theo học tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các khóa cao trung cấp giảng sư. Đặc biệt, toàn bộ đội ngũ giáo thọ của nhà trường hiện nay đều từng là tăng ni sinh các khóa trước. Đây cũng là ngôi trường sớm tổ chức nội trú cho tăng ni sinh. Với sự quan tâm chu đáo về điều kiện ăn ở của ban giám hiệu và trụ trì các từ viện trong tỉnh, môi trường nội trú đã giúp mỗi tăng ni sinh có nhiều điều kiện tiến bộ trong việc tu và học. Ở nơi đây rất là thuận tiện cho vấn đề về tu học. Và cái thứ hai nữa đó chính là né tránh được những cái ngoại duyên như ở bên ngoài đưa đến. Cái thứ ba là ở nơi đây là thuận tiện về những cái việc như là học hỏi từ những huynh đệ đồng môn, những cái kỹ năng sống. Cái hướng phát triển của tương lai á, thì chắc chắn giáo hội cũng phải nâng cao trước là cái trình độ của tăng ni sinh để cho nó đáp ứng được những cái nhu cầu ở bên ngoài. Ví dụ như là từ cái khóa này nè, khóa 6 này trở đi nè, thì có thể đặc biệt cái chương trình ngoại điển á, thì phải giúp cho tăng ni sinh một là Anh văn, hai là Hán văn phải có trình độ căn bản, rồi thêm một cái thông tin về cái tin học á, cũng nâng cao lên cái vi tính nhân dân thì để cho nó đáp ứng được cái trào lưu tiến hóa. Chư tiền bối cổ nhân có dạy, tạo tự thì dễ nhưng tạo tăng thì rất khó. Rèn luyện một tăng sĩ có kiến thức đầy đủ về giáo lý, thực tu, thực học, trang nghiêm giới hạnh là cả một nỗ lực cần thiết, không ngừng của Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo tỉnh Tiền Giang nói riêng. Tiểu mục Người Áo Lam kỳ này mời quý vị cùng gặp gỡ Phật tử Diệu Minh Bùi Thanh Nguyệt, một Phật tử thuần thành ở thành phố Mỹ Tho với tâm nguyện suốt đời phụng sự cho đạo pháp từ những điều bình dị nhất. Nguyễn Phúc Lâm Chung ra đi nhẹ nhàng trong chánh niệm, tu tập tiếp nếu mà được Phật rước về đó, rồi sau đó theo Đức Quan Âm, hầu Đức Quan Âm hành Bồ Tát đạo để cứu giúp thêm cho mọi người. Một ngày thường nhật của Phật tử Diệu Minh Bùi Thanh Nguyệt, gác lại mọi lo toan của công việc giảng dạy, sau khi về hưu, bà chỉ thích và chuyên tâm nghiên cứu kinh điển Phật giáo cũng như thực hiện các thời khóa tu tập mỗi ngày. Đó cũng là lúc bà trở lại với câu kinh tiếng kệ mà từ tấm bé bà đã có nhân duyên gặp được. Nhỏ đó, 10 tuổi cái bà ngoại dạy chú Chuẩn Đề, chú Giảng Sanh đó, rồi sau này đó thì lớn lên cái rồi cái cũng đọc kinh Hiền Ngu đó, rồi đọc truyện cổ Phật giáo, rồi khi mà mẹ tôi xuất gia đó là bắt đầu là tôi tìm hiểu học Phật nhiều hơn. Bà Nguyệt gắn bó với công việc dạy học từ năm 1961. Hơn 30 năm theo nghề, bà gắn bó với học sinh tiểu học. Mỗi bài dạy không chỉ cho học sinh kiến thức mà còn cho cách làm người, đối nhân xử thế. Mà ở đó, bà khéo léo lồng ghép giáo lý Phật Đà đến với những mầm non. Thật ra tôi chỉ dạy mấy em là nói thầy con chính tả, tụi con tự giác, tụi con bắt lỗi lấy ngăn, rồi ghi ra. Rồi toán đó thì cô sửa từng giải lý đó, tụi con đánh giá mà ghi ra rồi tổng cộng điểm. Rồi tập như vậy là tập cho nó cái chân thật, ngay thẳng, không lừa thầy dối bạn. Đó. Những cái chút chút đó thì nó bào mòn cái tánh ích kỷ xấu xa của nó mà nó nuôi dưỡng lên cái tinh thần hướng thiện hơn. Bà quy y năm 25 tuổi với hòa thượng bổn sư Thích Từ Huệ tại chùa Nam An, xã Chỉnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, pháp danh Diệu Minh. Lúc đó kinh sách còn thiếu thốn, không có địa hình như bây giờ. Mỗi lần được ai cho mượn kinh sách Phật giáo để đọc, bà xem đó là một món quà vô giá.
là giáo lý Đức Phật, hay là mình nói rõ là Đức Phật đó, rất là hay, giáo lý rất là vi diệu, chỉ cho con người thấy được cái bản chất của kiếp sống. Tôi nhận ra được điều đó. Còn nói về thầy dạy đạo đó, thì tôi ảnh hưởng nhiều với Hòa Thượng Từ Thông, với lại Hòa Thượng Hoằng Từ. Hòa Thượng Hoằng Từ thì dạy mỗi tuần, còn Hòa Thượng Từ Thông thì giảng kinh Đại Thừa. Nó thì Hòa Thượng Hoằng Từ thường dạy nè, làm Phật tử tu học thì phải rèn tâm, mở trí, nuôi đức. Từ ngày về hưu, bà tích cực hết mình trong các hoạt động Phật sự tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang, đặt tại chùa Phật Ân, thành phố Mỹ Tho. Trong những ngày lễ lạc quý kỳ tại nhà chùa, các Phật tử cao niên trong ban bảo trợ là đến phụ giúp cùng quý thầy chuẩn bị những mâm cơm thanh đạm dâng lên cúng dường chư Phật và thầy tổ. Nhớ lại những ngày đầu, chỉ có vài người trong ban bảo trợ. Lúc đó bà Nguyệt lại sắp nghỉ hưu nên cũng chỉ đóng góp 50.000 đồng mỗi tháng. Số tiền cúng dường tuy không nhiều nhặn, nhưng là tấm lòng của những người có Phật thuần thành. Đến khi Hòa Thượng Huệ Minh, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, kêu gọi các chùa phụ giúp trường việc ăn học của tăng ni sinh, thì ban bảo trợ được hình thành. Hơn 12 năm có dư trải qua 3 khóa học, hiện ban bảo trợ đã có hơn 40 thành viên. Cùng với đó, tình tài tình chất cúng dường ngày càng ổn định, giúp cho quý tăng ni an tâm tu học. Chị Diễm Minh là một người có thể nói là đại diện cho đạo tràng Phật tử của Phật Ân. Chị Diễm Minh rất là sống rất là hài hòa và có tinh thần trách nhiệm, rất đoàn kết với chị em. Phật tử Diệu Minh là một vị Phật tử rất là thần thành, gắn bó với Tam Bảo qua nhiều năm và nhiều khóa học của tăng ni sinh tại nơi chùa Phật Ân cũng như cái bốn trường trung cấp Phật học của tỉnh Tiền Giang, thì cũng mong mỏi là Phật tử là giữ cái tâm đó cho nó thật là vững chắc để làm một Phật tử thần thành từ khi mới làm Phật tử cho đến sau này là về cõi Phật mà thôi. Hôm nay, những học trò cũ đến thăm cô giáo của mình. Cả cô và trò đều chung nhau ở điểm, cùng làm nghề giáo, đều đã về hưu và đều tin kính Tam Bảo. Mỗi dịp đến thăm cô là mỗi dịp các học trò được truyền thụ thêm Phật Pháp, được cô tặng cho những cuốn đĩa, sách hay để tu học. Người thầy từ trường lớp đã trở thành người độc hành trong đường đời và đường đạo. Cô là người mà tôi rất ngưỡng mộ. Thời xưa đi học thì ngưỡng mộ chỉ là một cô giáo. Còn bây giờ thì tôi ngưỡng mộ cô là một người có cái tâm tu nữa rồi, có thể nói là toàn diện. Tuổi già lại chỉ có một mình trong căn nhà rộng lớn, ấy vậy mà chưa một lần bà cảm thấy tuổi thân cô độc. Người bạn đời cũng là người bạn đạo chung chí hướng với bà. Lúc còn sống, ông cùng bà tinh cần tu học mỗi ngày. Kinh sách thiếu thốn, người này đọc xong lại truyền cho người kia. Người đi làm thì người ở nhà nghiên cứu. Rồi khi ông bệnh, mỗi lúc khăn gói lên Sài Gòn điều trị, ông bà lại ghé chùa Vĩnh Nghiêm để nghe quý thầy thuyết pháp. Điều thiêng liêng nhất và cũng là tâm nguyện cuối cùng của ông và bà được hiến xác cho y học. Bởi ông bà suy nghiệm được lẽ vô thường, tấm thân giả tạm này có rồi mất, sao ta không cho đi để nhận về niềm an lạc vĩnh cửu. Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Cái bản chất kiếp sống này nó là vô thường, khổ, vô ngã, mà đâu có gì. Bởi vì cái chết mà phục vụ cho sự sống thì mình thấy nó có ý nghĩa hơn. Do vậy cái tụi tôi đồng tình cùng làm không à.
một cuộc đời rồi cũng kết thúc, sanh, lão, bệnh, tử. Cuộc sống sao cho an vui, tự thân và cho người, và chuẩn bị cho mình một hành trình mới thông dong tự tại nhất. Quý khán giả vừa theo dõi chương trình Đạo Phật ngày nay với chủ đề Tiền Giang, Đạo Phật ở vùng đất thấm đẫm tình người. Hy vọng đã giúp quý vị hình dung rõ nét về bức tranh toàn cảnh của Phật giáo Tiền Giang xưa và nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị an lạc và hạnh phúc. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.